Tại chùa Diên Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói và 100 triệu đồng tiền mặt với tổng kinh phí là 320 triệu đồng do Ni trưởng Thích Nữ Như Diệu, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp. Số quà này trong vài ngày tới sẽ được đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đoàn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các huyện thành phố trong tỉnh trực tiếp đến thăm và trao tận tay cho bà con tỉnh Bến Tre đang sinh sống, làm việc tại vùng kinh tế mới huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk. Được biết đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hướng về bà con nghèo Bến Tre tại Đắk Lắk. Những phần quà đông đầy yêu thương vì cộng đồng của đoàn Bến Tre sẽ góp phần chung tay cùng với đảng bộ, chính quyền, đoàn thể huyện Esup thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội ở địa phương.